Em xin chào tất cả các anh chị em yêu quý Mai Vàng nha. Hôm nay là chủ nhật anh chị em. Tới chủ nhật là định kỳ là mình tưới phân xịt thuốc ha. Hôm nay là chủ nhật ngày 7 tháng 5 rồi anh chị em ơi. Giờ 5 giờ rồi, bạn đi công việc là muốn làm sớm mà bạn đi công việc cũng không thể làm sớm được anh chị em ha. Giờ cũng hết nắng rồi. Anh chị em xem sơ một số cây mai của em ha. Mai bữa nay nó ra tàn rất là đẹp rồi anh chị em ơi. Đó, anh chị em nào thích thì nhấp nhấp theo em làm theo, còn không thích thì nuôi theo kiểu khác cũng được ha. Còn bây giờ em quay lại một số cây cho anh chị em xem nè, anh chị thấy không? Rồi, định kỳ hôm nay thì mình tưới phân đó, mình xài phân DAP anh chị em, tiếp tục xài DAP nha. Đó, DAP mình nè, DAP đen nè, thì mình cứ ra ngoài tiệm anh chị em, mình bảo người ta bán cho mình phân DAP là thì người ta đưa nha. Còn em ở đây là em xài DAP màu đen anh chị em ha, xài phân ký. Đó, đây em ngâm nè, em ngâm nè anh chị em, tí nữa là phải bóp nó ra ha. Nè, đó nó chưa tan hết nè anh chị em ha, anh chị thấy không, nó chưa tan hết nè, nó mềm lắm, tí mình phải bóp nó ra, bóp nhuyễn nó ra xong được cái là em sẽ bỏ vô cái thùng đó ha. Bỏ vô thùng đó rồi bắt đầu là em sẽ đưa ra xô tưới ha. Đưa ra xô tưới để khỏi tưới lên đụng cái cây của nó chứ không có gì hết á. Hôm nay chủ yếu mình bón DAP thì em quay lại cho anh chị em xem cái kích rễ em nè ha. Thì em vẫn xài kích rễ này là gel chuyên phục hồi 5 tác động ha. Anh chị em mua anh chị em để ý cái loại này nè, 5 tác động. Nó có cái loại giống giống như vậy mà không phải cái này ha. Phục hồi, giải độc, kích rễ, phóng chồi, đậu trái ha. Phục hồi là quan trọng. Còn cái giải độc, giải phèn này không quan trọng ha. À, cái anh em có một số anh em hỏi em là cái này nó có giải độc này kia cho cây không á, thì nó có chức năng giải độc để ghi vậy thôi, không biết là em không biết là có hay không nha. Còn anh chị em mà tưới phân tưới thuốc mà nó để nó quá liều mà nó hư á, thì hư cây hư rễ thì cái đó là em không biết ha. Đó, em quay lại anh chị em đông ra chai nhỏ nhỏ để em xài cho dễ đó anh chị em. Cái chai này chai không phải chai thuốc đó ha. Đó, em đông ra nhỏ nhỏ như vậy để mỗi lần em rót ra, như em xài 100g là em rót gần đầy cái nắp này. Em cân thử rồi ha, tới cái mí này nè, tới cái mí sạch trong đây đó là em cân thử rồi, cho nên là khoảng 100, mà nó dư xíu nó thiếu xíu cũng kệ đó anh chị em ha, đừng có cầu toàn quá. Còn cái này nè, đó em cái đông ra em xài thôi ha, cứ một lần em đông như vậy 100g này thì em xài cho, hiện tại bây giờ là em đang pha xài 240 lít nước, thì em vẫn nói trong clip rồi ha, 250g này, 250g DAP ngâm ra rồi cộng với lại 100g của cái gel này, xài cho 240 lít nước rồi tưới các cây ha. Và cách tưới của em bây giờ đang tưới là 2 lít một cây, cứ 2 lít một cây ha. Thì cái gáo nhỏ đó của em nãy anh chị em thấy em múc lên đó là nó tương đương với lại 700 ml, thì tương đương với 3 cái gáo đó là 2 lít anh chị em. Và mỗi cái cây bự, mỗi cái cây như vậy luôn á ha, mỗi cái cây tàn thông như vậy luôn là em tưới có 2 lít thôi ha, 2 lít thôi ha. Những cái cây phôi mới trồng này thì không có tưới ha, có tưới thì tưới nhẹ nhẹ, thì tuần trước em có tưới nhẹ nhẹ quanh cái gốc sơ sơ thôi. Lá thì lặt hết rồi, em lặt hết lá rồi ha, em lặt hết rong bớt cành lá lại rồi. Cái phôi này là em mới trồng đó nè, cái cây này em cũng rong hết lại luôn, cây này thì bấm thôi chưa có rong đó. Còn mấy cái cây đó thì thích thì mình rong lại ha. Thì đó cách pha thuốc, cách pha phân bón thì em đã cho anh chị em xem là ha, DAP cộng với lại gel ha. Em nhắc nhở anh chị em một số thứ như vậy, đối với những cái cây như vậy anh chị em thấy nó bắn đã không, em bấm nè, em bấm nè, bấm nè, bấm nè, cơ trong bấm nè, để xem nè, cái này bấm là bấm cơ một lần nè, hai lần nè, hai lần rồi anh chị em ha, đây là cơ thứ ba rồi, vậy là cây này của em ra cơ thứ ba rồi anh chị thấy không ha, anh chị em nhìn đi, đỏ cây đã không ha. Đối với những cái cây này thì hiện tại bây giờ là em sẽ dừng tưới gel ha, em không tưới kích rễ. Đó, một số cây bây giờ mà nó thành rồi mình không tưới cây kích rễ nữa, mình sẽ bớt kích rễ lại, tuần tưới tuần không. Đó, cách làm của em đơn giản như vậy thì em đã nói hết cho anh chị em nghe, đó là những cái gì mà em làm rồi ha, em không có giấu cái gì hết. Này em mới cắt nè, em mới cắt sơ cho nó gọn tàn lại, có bên này nó thiếu thì mình dưỡng sơ sơ lại cho mình kéo cành, tức là ít phải lấy cái chai đóng kéo lại, tí em đóng kéo luôn nè. Đó, cây của em nó ra vậy đó, những cái cây này bây giờ là nó ngon lành rồi ha, bây giờ mình tưới DAP thôi, bớt tưới dưỡng rễ lại, không cần kích nó quá nhiều
đó anh chị em thấy không, nó đang bắn cơ tiếp theo này. Những cây yếu như vậy là một nè, một cây nè thưa như vậy nè, hai cây nè ha, cây này đang bắn rất là dữ luôn nè anh chị em ha, hai cây nè, ba cây nè, bốn cây nè, bốn cây nè, năm cây nè, cây này cũng tính là thiếu luôn, nó vẫn còn đang rất là thiếu ha. Đó, năm cây cho cây này vào tầm ngắm luôn, sáu cây đó, lá ra rất là yếu. Những cái cây này, sáu cây này là em sẽ tiếp tục tưới DB cộng với lại dưỡng rễ, nghĩa là bây giờ anh chị em phải tự cân chỉnh. Như bình thường là em tưới một cái thùng đó 240 lít nước là em bỏ 100 gram gel vào, thì hôm nay em xài có mấy cây thôi, em sẽ tự phải cân đo vài ml cái kiểu như vậy anh chị em ha. Ví dụ như 20 ml em pha vô trong cái thùng nào đó, cái thùng 20 lít đó anh chị em, thì 100 gram cho 240 lít nước anh chị em chia cho 10 đi, là 10 gram cho 24 lít nước đó, 10 gram tương đương với cho khoảng cỡ anh chị em đông đừng tới 10 ml, khoảng cỡ hơn 5-6 ml chút đi, anh chị em đổ vô cái xô nước 20 lít là anh chị em có thể tưới cho mỗi cây mình tưới kèm. Ví dụ như em tưới DAP cho cây này, đụng tới cái cây yếu này, đụng tới cây yếu này thì em sẽ tưới thêm, em tưới 2 lít DAP cho nó, xong em sẽ múc cái xô nước riêng của cái dưỡng rễ, kích rễ đổ thêm cho nó. Ví dụ như nó cũng vậy, 2 lít luôn, và coi như mình tưới lên đây 4 lít gồm có phân DAP và kích rễ anh chị em ha. Thì đơn giản vậy thôi, còn kia mình ngày xưa mình xài chung anh chị em ha. Nè anh chị em nhìn cây nè, nó bắn nè, đã không nè, mình chặn đây, chặn đây nó bắn nè đó. Thì một số anh chị em thắc mắc với em là DAP á, là nếu mình vô DAP mùa này á, thì làm nụ thì sao, thì em trả lời anh chị em nhé, không có làm nụ mùa này. Anh chị em nhìn nè, nó ra cái chèo nè, chứ cái cành chèo bên trong nó ra là trời, bắn bấm đầy cả cái ra cái này, mà nó ra nó còn bắn thêm cái này nữa anh chị thấy không. DAP nó có DAP nó có chức năng giúp cho cây của mình mập cành, đẻ nhánh, đây đẻ nhánh, đó là chức năng của DAP anh chị em ha. Dày lá, dày lá anh chị em, cái lá của em nhìn vậy nó mới ra thôi, nó mới chuyển màu thôi mà rất là dày anh chị em ha, dày kinh khủng luôn này, dày đây, dày nè, nó đang chuyển qua đen nè, dày nè, dày đen thui luôn, cái nách lá nè dục bức dục cũng được nè, đen thui dày mo ha, đó dày ơi là dày luôn, đen bóng lưỡng anh chị thấy không, đen bóng lưỡng, trời ơi muốn đen bóng lưỡng có gì đâu mà khó anh chị em, không có thuốc tiên thần dược nào hết, không có thuốc tiên thần dược nào hết, chỉ có phân bón, chỉ có phân bón thôi là giúp cho cái lá cây của anh chị em nó sẽ già, cái lá nó sẽ dày bóng đẹp. Anh chị em bổ sung dinh dưỡng cho nó đầy đủ là nó sẽ dày bóng đẹp, chứ anh chị em có xịt thuốc này thuốc nọ cũng không có tác dụng gì hết anh chị em ha. Tí nữa em sẽ nói tới vấn đề đó, em có một cái chai thuốc em sẽ đem ra quảng cáo cho anh chị em xem. Đây là mới xịt nắm được một lần nha anh chị em ha, này gãy chết nè, mưa gió gãy chết đó, em mới xịt cấp 85, à nói là cấp 85, thứ hai tuần trước em xịt cấp 85 ha, hai ngày sau em xịt thuốc sâu vào bò chỉ anh chị em ha, xịt tiếp tục xịt, đang nhiệt độ rất là cao nè, bệnh này anh chị nè, tháng thư nè, anh chị thấy không, đây tháng thư nè, em nói cho anh chị nghe nè, nó đốm đốm quằn quằn như vậy nè anh chị em, đó tháng thư đó anh chị em, xịt một tuần sau xịt tiếp có 85. Rồi anh chị em nào mà vô mùa mưa anh chị em xịt anh cho con ha, còn anh chị em nào có 85 xịt có 85, còn riêng cái anh Vin thì cũng hạn chế ha, anh Vin thì cũng hạn chế lại. Chị em xem cây của em này ha, lá dày cực kỳ dày, đen bóng mượt ha, nấm nó ăn một xíu nè, cháy lá nè, thấy không, mình phải xịt để bảo vệ chứ không thôi là nó sẽ ăn hết cái cây này của mình luôn ha. Đây anh chị em nhìn đi, cây của em này thấy sao đẹp không, đừng hỏi em tại sao cái tầm ngọng như vậy ha. Đừng hỏi tại sao nó xấu quắc như vậy ha, anh chị em biết tại sao không, clip trước đã nói rồi ha, em sẽ cắt ngay đây nha anh chị em ha, cắt ngay đây nha, cắt ngay đây, nó làm tược lại ở chỗ này ha. Đó còn bây giờ mình để cho nó phát triển, cái cành này nó mập nhanh cành này, bài cây này bắn, nó bắn kinh khủng luôn anh chị thấy không,
đó, em chỉ tưới DAP bình thường anh chị em thấy không. Khi mà mình tưới DAP, em tưới DAP thì hiện tại em đã nói với anh chị em là em tưới theo cái định kỳ là tuần, thì cứ 3 tuần liên tục em tưới DAP, cái tuần cuối cùng cái em tưới em rải phân gà ha. Em rải phân gà. Còn anh chị em mình cứ làm theo phương pháp truyền thống cũ ha, anh chị em làm 2 tuần rải phân gà, sau đó 2 tuần anh chị em tưới DAP, 2 tuần sau rải phân gà, 2 tuần sau tưới DAP, cứ thế làm cho đến hết tháng 6 luôn nha anh chị em ha. Hết tháng 6 luôn nha. Đó, anh chị em xem cây của em đi. Không hề có con bọ chỉ là tấn công luôn anh chị em. Anh chị em nhìn từ trong ra ngoài đi. Ha, từ trong ra ngoài không hề bị bọ chỉ ha. Cơi nào bắn ra đều đẹp cơi đó nha. Cơi nào bắn ra là đều đẹp cơi đó. Đây, có mấy cái cây bên này. Em đi dọc bên này cho anh chị em xem nè. Anh chị em thấy không? Thấy nó bắn cơi đã không? À, bữa nay nó chuyển màu đẹp không? Đây, anh chị em nhìn nè, em bấm đây một cái nè. 1, 2, 3, 4 nè. Bấm đây cái nè, nhấp đây cái nè, ra hai cái này nó ra theo. Nhấp liên tục, anh chị thấy không? Rồi, cây cúc nè. Đó. Cái này mình mới làm lại, mới làm lại kín tàn. Bây giờ lá non nó chưa ra, nhìn thấy nó vậy, xương không thôi. Nhưng mà ít bữa thấy nó đẹp ha. Cây này anh chị em nhìn đi. Rồi, kín mít luôn ha. Lá xanh đen nè. Bữa bấm chuột lũi luôn, nó ra nè. Anh chị em nhìn đi. Từ trong ra ngoài nha. Bao nhiêu cơi đếm nha. Nè, một cơi em bấm đây. Cơi đầu tiên bấm đây ha. Không hề có cái lá sâu nào ở trong đây bị bọ chỉ ha. Không hề có cái lá nào bị bọ chỉ trong đây. Lá nách nè, dục nè. Rồi bắt đầu tiếp, cái bắn ra đây. Em bấm đây. Anh chị thấy không? Cơ thứ hai bấm đây. Bấm xong cái dở ra đây nè. Anh chị em nhìn nè, một nách, hai nách, ba nách. Và không hề có cái bọ chỉ nào tấn công ha. Không có bọ chỉ, đương nhiên không có sâu rồi ha. Đó anh chị em xem. Em xem đi, cây này nó đẹp không? Cây này nó đẹp kinh khủng luôn á. Mỗi ngày mà em tưới em thấy cây này em phê luôn. Tưới nước cho nó không gì cũng phê nữa. Rất là chuẩn luôn. Này, lá nó chuyển già nè. Mình bấm đây cái ha. Bấm đây một cái. Nó đẻ ra hai nách này. Ha, hai cái nách này nó bắn ra kìa. Đúng ra em phải bấm cái này từ lâu rồi mà em chưa bấm nè ha. Nhấp liền chứ không có để nữa. Đó, nè. Lá đẹp không? Bấm đây, bấm đây. Đó, nó đẻ quá trời đẻ luôn ha. Nè, cái cây của em lá nó đen kịt luôn ha. Rồi. Mình sẽ đi vào trong để lấy cho anh chị em xem một cái chai thuốc và em sẽ nói cho anh chị em cái quy trình để cho lá đen kịt ha. Cây này nó đẹp quá trời đẹp luôn. Cái bấm đây nó nhảy chỗ nhảy nách nè. Anh chị em tin em đi, anh chị em cứ đi DAP ha. DAP là 16 18 46. Nó gồm có đạm và lân rồi. Đạm là giúp cho cây phát triển bình thường rồi, nó ăn giống như mình ăn cơm vậy đó. Còn lân là giúp cho cái bộ rễ nó phát triển mạnh nha. Lân là giúp cho bộ rễ phát triển mạnh, đồng thời thì rễ phát triển mạnh thì đương nhiên là cái lá non nó bật ra mạnh. Mà nó bật ra mạnh mà kèm với DAP anh chị em biết không? Nó chẻ những cái xương bên này nè, những cái chèo bên trong này nè. Nó đẻ đã lắm anh chị em nè. Nó đẻ đã lắm. Nhớ không vậy không? Mình còn cái chuyện tưới nước ha. Nếu anh chị em làm đúng như cây này. Nè, chất trồng là chấu và sơ dừa ha. À đó, chất trồng đơn giản chấu và sơ dừa. Em đố anh chị em tưới cho em dư nước em xem thử. Em đố anh chị em tưới mà dư nước em xem thử. Em chỉ thấy anh chị em dư tiền thôi chứ không có dư nước. Dư tiền là bởi vì nước có bơm nên đã có tốn tiền. Tưới bao nhiêu nó ra bấy nhiêu. Anh chị em đừng có lo. Thậm chí là em còn lo nó khô nước bởi vì nó ra hết rồi. Cái hạt sơ dừa nó giữ nước lại từng đó thôi. Thì cây mà đang mùa nắng nóng như ngày hôm nay nè ha, tháng 3 bây giờ nắng nóng, nấm bệnh phát triển thì tưới ngày 2 lần là bình thường. Đó, chiều ra ra, chiều ra mình lấy nước mình rê lên lá, rê xuống dưới rễ một xíu nha. Chứ phải rê lên lá không thôi, rửa cái lá làm cái gì? Mình đâu có cần thiết phải hạ nhiệt độ cái lá đâu anh chị em. Nhiều người cứ thấy lấy cái lá vòi ra rửa cái lá. Mình không cần thiết phải hạ nhiệt độ cái lá, mình rửa cái lá cho nó mát cái lá là đương nhiên, nhưng mà mình phải rê xuống dưới gốc này nè, cho nước nó vô trong gốc.
sáng mình tưới 3 lít thì chiều mình tưới 1 lít, cái kiểu đại loại là án chừng như vậy anh chị em ha. Anh chị em ước lượng như vậy. Chứ mình đâu có thể nào mà mình canh được chỉnh chuẩn xác cái lượng nước ha. Cái cây yếu mà nó bắn nè. Anh chị em thấy cái xương nó bắn. Trời nó bắn nè. Cái xương bắn nè. Ha. Đó, nè, nó bắn nè. Nó đâm cái cơi ra cái nó bắn nè. Cây này nó yếu, mình từ từ hẳn nhấp là bởi vì cái cây này nó chưa có kín cái tàn. Mình phải để cho nó ra để nó cái mình lợi dụng những cái xương ngang để mình cho nó chỉ vào hướng mà mình muốn ha anh chị em ha. Ví dụ em ví dụ như cái này nè. Đó, nó đâm lên hướng này. Đúng nghĩa là phải cắt nó bỏ, nhưng mà nó đâm lên hướng này nó kín cái khu vực này. Cái kín khu vực này là mình mừng ha. Đó là cái cây này là mình cứ để cho nó phát triển tầm một xíu. Như cái cây kia là phải lo đi bấm kìa. Đó, nó sung quá mà không có thời gian làm anh chị ha. Nó sung quá sung luôn ha. Đó, em bấm hết rồi đó, cái vườn anh chị em thấy không? Ở dưới đất lạ không mà lá nè ha. Lá khô lá tươi gì đầy luôn á, em làm mỗi ngày mà. Nè, lá tươi lá khô gì đâu là mỗi ngày, cứ đụng đâu là mình làm đó ha anh chị em ha. Rồi, quay lại cái phân bón nãy thì em nói rồi ha. Cái quy trình tưới thì khi nào mà cây anh chị em nó tốt quá, nó sung quá thì mình bỏ bớt cái này lại. Một tuần tưới tuần không, tuần tưới tuần không. Thậm chí là khi mà cây của anh chị em mà nó tươi tốt, nó sung quá như những cái cây như vậy, bắt đầu nó thành phẩm rồi ha. Nè, cái cây này nó yếu nhưng mà ra được cây hai rồi. Anh thấy chị em thấy kín ghê không? Kín tàn ghê không? Ha. Những cái cây mà ở ngoài đây nè, em ví dụ những cây mình đó, cái cây mà trên bằng ngón tay em chỉ nè. Đó, những cây đó bây giờ thậm chí là không cần tưới dưỡng rễ luôn anh chị em. Không cần tưới dưỡng rễ luôn, mình chỉ tưới mỗi DAP thôi. Tại vì cái dưỡng rễ của mình làm tốt từ đầu năm rồi. Mình làm tốt từ đầu năm rồi, bây giờ cái cây của mình nó đẹp rồi. Đó, như cây này nó đẹp rồi, mình đâu cần tưới dưỡng rễ đâu, như cây này. Đó, mấy cái cây thành phẩm này thậm chí là phải côn tàn nó lại. Đâu cần phải tưới dưỡng rễ đâu anh chị em ha. Đó. Cho nên mình cứ tuần bỏ tuần không, hoặc là anh chị em bỏ luôn. Tháng này bỏ luôn. Đó, cứ vậy mà mình quan sát cây thôi ha. Còn nói về thuốc trừ sâu, em mới đi mua một cái loại này. Nè, cái chai này em giới thiệu anh chị em hoài rồi đúng không? Nè, cái chai này là em giới thiệu anh chị em hoài rồi ha. Phân bón vi lượng ha, phân bón vi lượng Super Duty Plus. Cái này anh chị em là hỗ trợ, anh chị em nhớ là phân bón vi lượng là hỗ trợ cho cái lá giúp nó phát triển tốt thì nó xanh đậm ha. Nhưng cái cơ bản cuối cùng vẫn là mình phải vô phân cho nó. Anh chị em có xịt 100, 1000 lần cái này lên cây thì cây của anh chị em cũng không có dày lá bóng mượt đẹp được, mà nó phụ thuộc vào dinh dưỡng. DAP là phân chính của nó, giống như mình ăn cơm vậy đó. Hiện tại bây giờ nó đang ăn cái đó để nó sống, thì mình cũng là cái cây mà nó phát triển được nhờ cái đó. Cái cây của anh chị em bị gân, bị vàng là bởi vì nó bị anh chị em bón nó chưa đủ dinh dưỡng. Mà bây giờ anh chị em chạy theo cái cây trong vườn của người ta, xong anh chị em vô phân giống người ta, giống như em đi, vô phân mạnh, thì cái rễ nó đã đủ đâu mà anh chị em vô phân mạnh, nó sẽ làm suy cây của anh chị em. Cho nên anh chị em phải quay trở lại cái thao tác dưỡng rễ. Cây của anh chị em mà yếu là anh chị em phải tưới kích rễ nhiều, kích rễ cho đến khi nào nó ra cây hai luôn nha, cây hai mà xum xuê luôn á, lúc đó anh chị em mới tính tới cái khâu là giảm kích rễ ha. Đó, em nói vậy thôi. Đây, còn cái này là chỉ là hỗ trợ để xanh lá. Em thấy nhiều clip quay tưới cái này xịt cái kia xanh lá, không có thứ gì mà xanh lá được hết anh chị em ơi. Đó là thật lòng, em nói thật lòng của em luôn, không có cái thứ gì mà tưới lên mà xanh lá được hết. Cái lá nó xanh nó đòi hỏi tới em, như hôm nay là em mất tới 3 tháng ha, 3 tháng để cung cấp dinh dưỡng cho nó, gồm có hữu cơ nè, DAP nè. Đó là những cái dung dịch, đó là những cái đức thức ăn chính của cây anh chị em. Còn cái loại này á, là mình chỉ để hỗ trợ thêm cho nó, giống như là cung cấp thêm những dưỡng chất thiếu. Ví dụ như là DAP nó không có những cái, nó có thể không cung cấp đủ những cái dưỡng chất thiếu thì mình cung cấp thêm cái này vào. Ví dụ như là magie, canxi, calcium gì đó tùm lum la anh chị em ha. Thì thế người ta mới nói là vi lượng ha. Đó, đây này có nè. Đó, ví dụ như để em đọc xem. Thành phần gồm có protein, nano, gì đường, amino. Em không hiểu mấy thứ này là cái gì luôn. Rong biển khô. Đó, anh chị thấy không? Nó đã, tiếp tục đọc. Rồi,
chỉ từng đó thôi. Mà em cũng chẳng hiểu những thứ này là cái thứ gì. Đại loại mình chỉ biết cái tên nó là phân bón vi lượng. Vi lượng nghĩa là cung cấp những cái loại cung cấp những cái loại phân cung cấp thêm dưỡng chất, giống như anh chị em ăn cơm uống thêm sữa đó, kiểu vậy, uống thêm sữa để tăng cường dưỡng chất chứ có cái gì đâu ha. Còn nếu mà bảo nếu mà xịt một cái để cho nó xanh lá thì không bao giờ có ha. Thậm chí là anh chị em xịt cái đó 100 lần cũng không xanh lá nếu như anh chị em không làm tốt cái khâu bón phân và xịt thuốc ha. Rồi cái vấn đề xịt sâu nữa, khi anh chị em xịt sâu tốt, anh chị em bảo vệ những cái tược liệu tốt thì nó bắn ra những cái lá nó sẽ đẹp ha. Thì xịt sâu thì em cũng xin nhắc lại luôn. Đây, tiện sẵn tiện xịt sâu em xin nhắc lại luôn nè. Em cũng mới đi mua thêm một cái chai này nữa nè ha. Xịt hết rồi phải đi mua nè anh chị em ha. Đây là cái chai này, chai dầu khoáng. Em hay nói thuốc chai dầu khoáng, nó là thuốc trừ sâu Enstray 99, anh chị em đi mua đâu cũng có hết á ha. Cái chai này chai dưỡng đọt. Đây em cũng mới đi mua về ha. Chai mới, sợ nó hết đi mua chai mới. Rồi, thuốc trừ sâu thì em có xài thêm cái này. Đó. Nè, thuốc trừ sâu nè. Mình sẽ xài chung, em xài chung cái này với cái này là một lần xịt. Cái này là pha 8 ml cho bình 16 lít. Cái này pha 45 cho đến 50 ml cho bình 16 lít trộn chung. Cái này cũng vậy, 8 ml cho bình 16 lít trộn chung. Đừng có xịt nhiều, xịt sơ sơ 5 ml cũng được. Xịt hàng ngày, hàng tuần đó mà. Thành ra là nó sẽ cung cấp, nó hỗ trợ cho cái cây của mình tốt chứ không có vấn đề gì cả ha. Xịt chung. Rồi, còn gì nữa không? Thuốc nấm. Thuốc nấm anh chị em xịt Anchacol xịt chung được nha. Anchacol xịt chung. Rồi, còn em là em xịt em mới đi mua cái tấm lăm về em xịt ha. Đây. Đợt vừa rồi là tuần vừa rồi em mới mua cái tấm lăm về em xịt nè. Thì ngày mai thứ hai là xịt lại đó anh chị em. Ha, mai thứ hai xịt lại. Do vừa nay bệnh cho nên xịt hai lần. Còn bình thường á, anh chị em xịt mà muốn tốt cho cây của mình á, cứ tầm 10 15 ngày xịt lần nha, 10 ngày đi, 10 ngày xịt lần, 10 ngày xịt lần. Còn em là em không có nhớ, em cứ tuần em làm lần nha. Thì tuần cách tuần làm thành ra là khoảng cỡ 15 ngày em xịt một lần. Đó, tuần cách tuần làm ha. Còn bây giờ đang bị bệnh nhiều cho nên là bắt buộc phải xịt liên tục. Em sẽ xịt hai lần là em ngưng ha. Rồi thuốc trừ sâu thì em nói rồi ha. Hai cái này, ba cái này xịt chung. Rồi anh chị em mua thêm một loại thuốc trừ sâu khác nữa để trừ bò chỉ anh chị em. Như em vẫn nói vậy là sẽ có 85 ha. Như em vẫn nói với anh chị em là xài cái chai Confidor ha. Confidor thì bỏ cái này ra. Xài Confidor chung với cái này, chung với cái này xịt dưỡng lá ha. Đó, cái này xịt hàng tuần được luôn. Đó, nó là phân bón vi lượng giống như anh chị em cung cấp vitamin cho cây vậy thôi. Rồi, kết luận cuối cùng, em xin khẳng định với anh chị em luôn, không có chuyện xịt dưỡng phân bón vi lượng, xịt bất cứ một loại thuốc nào đang quảng cáo trên thị trường là lên lá là xanh lá nha. Chẳng bao giờ. Muốn có được cái lá mà xanh mà đẹp như vậy, từ trong ra ngoài như vậy thì nó gồm có những yếu tố như sau. Anh chị em phải xịt thuốc sâu để bảo vệ, để không bỏ chị tấn công là một. Anh chị em vô phân hữu cơ và phân vô cơ định kỳ để cho cây có dinh dưỡng để nuôi cái lá dày mập là hai. Dày mập luôn ha. Đó. Rồi xịt phân bón vi lượng để bổ sung vitamin dinh dưỡng cho cây để phát triển thêm. Rồi xịt nấm để bảo vệ cho lá không bị xấu như vậy nè. Đó. Anh chị thấy không? Còn ngoài ra mình xịt lên rồi nó sẽ dừng, nó ngưng lại liền. Và cây của mình nó sẽ đẹp ha. Đó là những cái yếu tố làm nên một cây lá cho cái bộ lá đẹp. Chứ không phải là anh chị em cứ để cho cái lá bị nấm xong rồi đi mua thuốc xịt. Để cho cái lá bị mỏng xong rồi anh chị em mới nhảy lên, anh chị em hỏi là làm sao cho lá già. Thực ra clip mình đăng hoặc những kênh khác đăng đều đã nói hết rồi. Mà để tới ngày hôm nay là em sẽ mất tới gần 3 tháng rồi, em mất hơn 3 tháng rồi ha, 3 tháng trời để làm những cái điều này nè anh chị em. Cho nên là em quay lại để giúp anh chị em có cái video tham khảo, để có cái tư liệu để mình làm cho cái cây của mình nó thành công. Đó. Và trả lời luôn cái câu hỏi của một bạn hỏi trên kênh của mình là lá non xịt có sao không. Đây ha, lá non sau 6 ngày xịt nè, anh chị thấy không, nó hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Mình xịt cốc 85 lá có bị sao không thì câu trả lời là không, lá vẫn đẹp bình thường, không vấn đề gì cả.
Xịt cái tăm lâm sau 2 ngày em có xịt sâu và hoàn toàn không có vấn đề gì tới lá cả. Không những thế mà lá ra còn đẹp, không hề bị sâu cắn, không hề bị bọ chỉ phá ha. Đây cái lá thẳng tưng ha anh chị em ha, dày mo ha, đen bóng ha, đen thu thù lùi anh chị em thấy không. Vậy thì em kết luận với anh chị em luôn, đừng có chạy đua theo vũ trang, đừng có chạy đua theo cái chữ mà đen bóng. Đen hay bóng là do chúng ta chăm sóc cái khâu ban đầu, mình dưỡng rễ tốt, mình bổ sung phân bón tốt thì cây nó bắn ra đều đặn từng cơi từng cơi ha. Thì cái đó không ai dạy cho anh chị em được, chỉ có anh chị em tự quan sát cây của mình và bớt hay là thêm anh chị em ha, bớt hay là thêm để cho cái cây của mình nó phát triển thôi ha. Chứ còn cái này em không thể nào mà em cân đo cho anh chị em để mà em đông cho anh chị em. Ví dụ như giờ giả sử như là cái chai 1 lít bán cho anh chị em, em bảo anh chị em là một ngày đổ vô đó 1 lít, thà nó như vậy nó dễ ha. Cây mai không có làm được như vậy đâu anh chị em. Đó, cây này em cũng bỏ 2 lít, cây này em cũng bỏ 2 lít, cây này cũng bỏ 2 lít, cây này cũng bỏ 2 lít. Rồi khi nào mình cảm thấy nó thiếu, có những cây 1 tuần sau, 2 tuần sau mình cảm thấy nó đứng, nó chừng, nó không có phát triển được xanh tươi, thêm cho nó, thêm cho nó, ví dụ vậy anh chị em ha. Chứ còn mình mà lỡ mình bổ sung vô mạnh quá, nó suy rễ, nó suy rễ dẫn đến nó hư rễ, là dẫn đến cái phần nào của cây đó nó sẽ bị chết ha, cành suy này kia là anh chị em để tới cái rễ đó, rất là nguy hiểm ha. Rồi clip hôm nay là em chủ yếu là như vậy thôi, tưới DAP, DAP màu đen thì em cũng đã giới thiệu cho anh chị em xem rồi ha. Thuốc xịt sâu em cũng giới thiệu anh chị em xem rồi, và xịt sâu là xịt định kỳ là 5 đến 6 ngày xịt một lần thôi, đừng có để xa quá. Bây giờ thuốc không biết là nó như thế nào, hay là loại thuốc của em xịt như vậy được, còn loại thuốc khác thì nó mạnh quá không xịt được ha. Xịt, em xịt thuốc của em nó như thế thì em quay cho anh chị em xem để anh chị em làm theo. Em đảm bảo với anh chị em là xịt đúng như của em thì nó an toàn, không vấn đề gì cả. Cơi nó ra nó bắn bình thường, không có hư, không có gì hết ha. Lá thẳng tưng không có vấn đề gì cả nha. Nè, đó. Không có vấn đề gì, cây này cây yếu nữa ha. Mà bữa nay nó xum xê chưa? Anh chị thấy không? Đó, em cứ tưới lai rai, em nuôi nó. Người ta 4 tháng cắt quá trời rồi, nó gần 4 tháng rồi mà chưa có cắt được cái cơi nào hết, đâu dám cắt đâu. Nó mọc ra đâu, nó có nhiều rồi mà cắt anh chị em. Ha. Rồi, xịt sâu nè. Rồi bây giờ đang mùa tháng 3 này đang rất là nắng nóng nè, nắng nóng cực kỳ nóng luôn, nóng trên toàn quốc luôn anh chị em ha. Lâu lâu rải cho cơn mưa, lâu lâu rải cho cơn mưa. Đó là dấu hiệu, đó là điều kiện để cho nấm bệnh phát triển ha. Mà nấm bệnh phát triển thì anh chị em mà xịt thuốc ngừa, không xịt thuốc ngừa nó sẽ phát triển hết cả cây của anh chị em, nó ăn hết cái cây của anh chị em luôn ha. Đó, còn mình xịt thì nó sẽ đẹp cái cây của mình nha. Rồi. À, nấm bệnh nè, sâu nè, em cũng nói anh chị em rồi ha. Còn tưới phân thì em cũng chỉ nói anh chị em rồi ha. Tưới DAP tuần này là mình một số cây yếu thì em mới tưới kèm dưỡng rễ thôi. Còn những cây mà như vậy rồi là không có tưới dưỡng rễ nữa ha. Em sẽ ngưng dưỡng rễ tuần này ha. Thậm chí là tháng này sẽ ngưng luôn để mình theo dõi xem sao đã ha. Đó, nấm bệnh thì anh chị em nhớ là phải xịt, tháng này xịt mạnh nấm bệnh nha. Nè, nó bắn tiếp nè anh chị em ha. Nè. Đó, nấm bệnh lá già để nó thì nó xấu kệ nó anh chị em ha. Còn những cái lá mà sau này ra nè, cây mai ghép nó hay bị như vậy hơn là những cây mai thường nha anh chị em ha. Cây mai ghép cúc bi á, nó hay bị cái này nè, lấy cái viền lá này. Nhưng mà kệ nó, ít bữa những cái viền lá đó, những cái lá xấu đấy bữa rụng hết rồi ha, còn lại những cái lá đẹp thôi ha. Những cái lá đẹp là những cái lá này nó đâu bị bệnh nữa ha. Như thế ha, cái lá này bị bệnh nè, ra lá mới nè ha. Đó. Rồi, chúc anh chị em thành công nha. Thấy hợp lý thì mình làm theo. Còn anh chị em nào mà thấy clip mà ý nghĩa cho em một like nha. Nó cũng chẳng mất mát gì đâu anh chị em. Một like để YouTube đề xuất. Nó có những cái thông báo hay lắm anh chị em. Khi mà anh chị em là những người đăng ký cũ mà xem clip của em nhiều á, hoặc là ở lại lâu trên clip xem lâu á, là nó sẽ đề xuất rất mạnh luôn anh chị em. Nó thông báo cho em luôn và nó đề xuất rất mạnh cho những người mới luôn anh chị em. Cho nên là cũng rất cảm ơn anh chị em đã xem clip của em ha. Đó. Rồi, anh chị em cứ like cho em một cái nha, để nó đề xuất kênh mình đến nhiều người hơn, nhiều người đăng ký hơn thì kênh mình nổi tiếng hơn. Thì em làm kênh chủ yếu là để vậy thôi. Thì anh chị em xem kênh mà thấy ý nghĩa thì cho em một like, một đăng ký để giúp kênh của em phát triển. Còn cái công việc của em á, là em sẽ quay lại cái vườn của em giới thiệu lại cái công việc của em để anh chị em xem, nếu thấy hay thì làm theo ha.
Đó, lá quá đẹp luôn nè. Vườn của em ở đây là cây lá nó vào form hết rồi ha, gần như là bây giờ thậm chí là mình chăm sóc bớt bớt lại chút được rồi đó. Tức là những cái cây này anh chị em bây giờ mình có thể bớt phân thuốc lại cũng được luôn ha, để nó chuẩn chuẩn lại xíu cũng không sao, vô tháng 5 mình tấn công tiếp. Nhưng mà thôi, cái quan điểm của em là em sẽ làm cho nó càng nhiều cành, càng nhiều lá thì càng nhiều tiền. Anh chị em cứ cố gắng làm, tại cái cây mà nó sung đã lên thôi, chứ đừng có kìm hãm nó ha. Rồi, xin chào tạm biệt anh chị em ha. Chúc anh chị em làm thành công nha.